Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục diễn biến chiến trường ở Ukraine, trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn khốc liệt ở các mặt trận phía Đông và Nam Ukraine. Chính quyền Kiev tố lực lượng Nga sử dụng vũ khí bị cấm trong hiệp định Geneva. Song song với đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhận định bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia phải bắt nguồn từ việc Nga giải trừ toàn bộ vũ khí ở đây. Một quốc gia thành viên EU là Pháp vừa lên tiếng đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga. Ngay lập tức, Kiev và các nước Baltic đã phản ứng gay gắt. Trái ngược với Pháp, ba nước khác trong EU kêu gọi khối đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Ở diễn biến khác, Nga bác bỏ cáo buộc gửi bom thư đến Đại sứ quán Ukraine ở châu Âu. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng EU phải hành động chống lại Mỹ. Phải chăng Washington và khối 27 quốc gia EU sắp hóa thành thù sau thời gian đồng lòng với nhau để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga? Các tin tức đáng chú ý khác, Trung Quốc đối mặt cuộc khủng hoảng hôn nhân. Indonesia sắp phê chuẩn luật cấm sống thử trước hôn nhân. New Zealand công bố dự luật buộc Facebook, Google trả phí đăng tải tin tức. Thủ tướng Hà Lan trêu chọc Tổng thống Mỹ sau khi đội tuyển quốc gia thắng Mỹ ở vòng 1/8 World Cup 2022. Tối và rạng sáng theo giờ Việt Nam, hai trận đấu tiếp theo ở vòng 16 đội đã diễn ra mà không có bất ngờ nào. Các cổ động viên Ba Lan và Senegal suy nghĩ gì về màn trình diễn đầy cố gắng của đội nhà trước các ứng viên hàng đầu là Pháp và Anh? Mỗi ngày một câu chuyện, hãy đến Mexico, tận hưởng khu rừng bươm bướm đẹp như trong truyện cổ tích. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 5 tháng 12. Thưa quý vị, cuộc xung đột ở Đông Âu đến nay đã kéo dài sang tháng thứ 10 và để lại nhiều hệ lụy như thương vong trên chiến trường, giá năng lượng và lạm phát tăng cao trên toàn cầu. Song song với đó là những thảm họa chết người. Trong đó có một nguy cơ xảy ra một thảm họa hạt nhân trên diện rộng khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine trong thời gian dài. Nhằm tìm kiếm giải pháp đảm bảo an ninh cho cơ sở này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA suốt nhiều tháng qua đã làm việc với cả hai bên đối đầu nhau trong xung đột là Nga và Ukraine. Trong phát biểu mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm bảo vệ nhà máy cũng sẽ đều bắt đầu với việc lực lượng Moscow phải rút vũ khí khỏi nơi này. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo La Repubblica của Italia, phát hành hôm 2 tháng 12, ông Grossi nói rằng các bên liên quan có thể đạt được thỏa thuận thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào cuối năm nay. Phía Ukraine đang thúc đẩy việc thu hồi thiết bị quân sự ra khỏi khu vực quanh nhà máy. Rút vũ khí sẽ là một phần quan trọng trong thỏa thuận chung. Ông Grossi không cho biết liệu Nga có đồng ý rút vũ khí khỏi khu vực Zaporizhia hay không, nhưng ông khẳng định chính quyền Moscow sẽ không phản đối việc thiết lập một thỏa thuận và nguyên tắc chung nhằm bảo vệ nhà máy. Người đứng đầu IAEA cũng hy vọng sẽ gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky trước khi thỏa thuận cuối cùng được thống nhất. Trở lại diễn biến trên chiến trường Ukraine, cuối tuần qua các đợt giao tranh tiếp tục diễn ra khốc liệt tại các điểm nóng ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Giữa bối cảnh đó, quân đội Ukraine vừa cáo buộc Nga đã sử dụng một loại vũ khí hóa học vốn bị cấm theo nghị định thư Geneva năm 1952, thông tin được trang Kiev Independent đăng tải. Theo Ukraine, lực lượng Nga đã dùng máy bay không người lái thả lựu đạn cay K-51 do Liên Xô sản xuất vào hàng phòng thủ của Ukraine ở chiến tuyến miền Đông. Binh lính Ukraine đã được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng để đối phó với loại vũ khí hóa học này. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin mà phía Ukraine đưa ra. Thưa quý vị, sau khi Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine, quốc gia này đã hứng chỉ trích và hàng loạt những trừng phạt của các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, vẫn còn một trong số ít những nhà lãnh đạo phương Tây vẫn giữ thái độ mềm mỏng với chính quyền Moscow. Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Điều này đã khiến ông chủ điện Enise gặp phản ứng trái chiều. Mới đây nhất, Tổng thống Macron tiếp tục gây tranh cãi khi đề nghị phương Tây nên xem xét lại nhu cầu đảm bảo an ninh của Nga nếu Điện Kremlin đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột ở Đông Âu. Chính quyền Kiev và các nước Baltic
là những bên phản ứng cay cắt nhất trước đề xuất này. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TF1, ông Macron cho rằng châu Âu nên chuẩn bị cho một cấu trúc an ninh mới trong tương lai, đồng thời tìm ra biện pháp đảm bảo an ninh cho Nga khi quốc gia này ngồi bàn đàm phán. Sau đó, trên Twitter, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak lên tiếng khẳng định rằng chính thế giới mới cần đến sự đảm bảo an ninh từ Moscow, chứ không phải ngược lại. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cũng tuyên bố việc Nga phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa sẽ là sự đảm bảo tốt nhất cho hòa bình của Ukraine và thế giới. Hiện Tổng thống Zelensky vẫn chưa bình luận về đề nghị của ông Macron. Đề xuất của nhà lãnh đạo nước Pháp cũng vấp phải chỉ trích từ các chính trị gia của những nước vùng Baltic có biên giới với Liên bang Nga. Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb khẳng định không đồng ý với quan điểm của Tổng thống Macron. Cựu Ngoại trưởng Litva, ông Linas Linkevicius nói rằng Nga sẽ được bảo đảm an ninh nếu chấm dứt hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thưa quý vị, trái ngược với quan điểm mới đây của nhà lãnh đạo Pháp, quan chức ba quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU gồm Estonia, Litva và Ba Lan vừa đã ra tuyên bố chung ca ngợi việc áp đặt giá trần đối với dầu Nga, đồng thời kêu gọi khối đẩy nhanh vòng trừng phạt tiếp theo đối với Moscow. Ngoại trưởng Estonia Jumas Zeinsalu đã đăng tải tuyên bố chung với hai cơ quan đối ngoại của Litva và Ba Lan lên Twitter với nội dung: "Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng EU đang tốc lực chuẩn bị cho đợt trừng phạt mới nhằm vào Nga. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng áp đặt gói trừng phạt thứ 9 lên Nga." Theo quan chức ba nước, Liên minh cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cắt đứt khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga, trong đó bao gồm việc sử dụng các tài sản đóng băng của Moscow và áp đặt các biện pháp trừng phạt hiệu quả. Hiện Nga chưa phản hồi về tuyên bố chung của ba quốc gia EU. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, khối 27 quốc gia châu Âu đã áp 8 vòng trừng phạt lên Nga. Trong đó, gói gần nhất được công bố hồi tháng 10, sau khi Moscow tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Ukraine là Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk vào Liên bang Nga. Khi xung đột kéo dài, phương Tây ngày càng để lộ nhiều dấu hiệu đuối sức trong việc viện trợ cho Ukraine. Mới đây nhất, tờ Politico trích dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Lầu Năm Góc sẽ bị cắt giảm ngân sách và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc viện trợ cho Ukraine vào năm sau. Trong khi các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tranh luận về những khoản phân bổ ngân sách, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có thời hạn cuối cùng là ngày 16 tháng 12 để thông qua nghị quyết quốc phòng mới. Tuy nhiên, theo nội dung của nghị quyết, Washington sẽ cắt giảm 29 tỷ đô la Mỹ ngân sách của Lầu Năm Góc vào năm 2023. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Quốc phòng phải tạm dừng một số dự án quan trọng, trong đó có cả gói tài trợ cho Ukraine. Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, ông Michael Macross, cho biết Mỹ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc gửi vũ khí cho Kiev vì các quỹ tài trợ dành cho Ukraine sẽ cạn kiệt vào mùa xuân năm nay. Ông Macross nhận định, Ukraine cần rất nhiều sự hỗ trợ để chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga. Nước Mỹ là bên ủng hộ đắc lực nhất. Nếu Kiev hết đạn, họ rất dễ rơi vào tình trạng tồi tệ. Theo một số quan chức Lầu Năm Góc, cắt giảm chi tiêu sẽ làm trì hoãn quá trình cải tiến các loại vũ khí hạng nặng mà Washington đang cung cấp cho quân đội Ukraine. Thưa quý vị, từ lâu, Mỹ và Liên minh châu Âu được biết đến là những đồng minh thân thiết trong nhiều thập kỷ qua trên nhiều lĩnh vực như kinh tế và quân sự. Đặc biệt là trong vấn đề khủng hoảng ở Ukraine, Washington và các chính phủ EU đã có cùng lập trường ủng hộ và nỗ lực hỗ trợ hết mình cho Kiev. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Joe Biden ký thông qua đạo luật giảm lạm phát hỗ trợ cho doanh nghiệp hồi tháng 8 năm nay, Mỹ và Liên minh châu Âu đã có những mâu thuẫn đối đầu nhau trong lĩnh vực kinh tế. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi EU phải nhanh chóng hành động và tăng cường viện trợ cho các doanh nghiệp châu Âu để họ tăng sức cạnh tranh trước các công ty Mỹ. Khi Washington công bố đạo luật giảm lạm phát, cả nước Mỹ và Liên minh châu Âu đều ca ngợi đây là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Tuy nhiên giờ đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã coi đạo luật này là mối đe dọa đối với ngành công nghiệp châu Âu. Bà von der Leyen cho rằng, việc giảm thuế cho các công ty theo đạo luật này có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tác động mạnh đến chuỗi cung ứng ở châu Âu và có thể đóng cửa thị trường. Các ngành công nghiệp của khối sẽ càng gặp bất lợi khi còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và xung đột Nga-Ukraine.
Bà von der Leyen kêu gọi các quốc gia EU phải tăng viện trợ nhà nước cho các doanh nghiệp và đầu tư vào năng lượng tái tạo để tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ đến từ nước Mỹ. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, ông Berland đã phát biểu rằng việc yêu cầu Washington điều chỉnh lại đạo luật là không thể. Thay vào đó, EU nên đệ trình đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Liên quan đến vụ loạt bom thư hoặc biểu kiện dính máu động vật được gửi đến các đại sứ quán Ukraine ở châu Âu, mới đây Nga đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ cáo buộc đứng sau hành vi này. Thông tin được CNN đăng tải. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, tính đến hôm 2 tháng 12, ít nhất 17 đại sứ quán của nước này trên khắp châu Âu đã nhận bom thư giả hoặc bưu điện dính máu động vật. Vị quan chức cho rằng đây là âm mưu nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi, đồng thời quy trách nhiệm vụ việc này cho Nga. Đáp trả cáo buộc của Ngoại trưởng Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 4 tháng 12, đó là một nhận định không bình thường và có vấn đề. Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty an ninh tư nhân Wagner, có trụ sở tại Saint Petersburg của Nga, khẳng định ông không liên quan đến những bom thư hay bưu kiện dính máu động vật được gửi đến các đại sứ quán Ukraine. Chúng tôi không tham gia vào một trò hề ngu xuẩn như vậy, ông Prigozhin nói. Vụ việc bắt đầu được truyền thông đặc biệt quan tâm sau khi một bom thư phát nổ khiến một nhân viên an ninh đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha bị thương. Ngoài đại sứ quán Ukraine, 5 địa điểm khác ở Tây Ban Nha cũng nhận được các gói hàng tương tự, gồm dinh thự Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, Đại sứ quán Mỹ tại Madrid, một trung tâm vệ tinh của EU và một cơ sở sản xuất vũ khí. Cuối tuần trước, truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Tây Ban Nha đã loại bỏ khả năng Nga có liên quan đến vụ việc và nhận định rằng nhiều khả năng là do một cá nhân trong nước thực hiện. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, hãng thông tấn Yonhap vừa trích dẫn số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ kết hôn hàng năm của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ. Đây là một trong những tác động khiến tỷ lệ sinh ở đất nước tỷ dân ngày càng sụt giảm. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia cung cấp, năm 2021, Trung Quốc có khoảng 11,58 triệu người đăng ký kết hôn lần đầu, giảm 708.000 người so với cùng kỳ một năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985, số người kết hôn hàng năm ở Trung Quốc giảm xuống dưới 12 triệu người. Song Jian, một chuyên gia nhân khẩu học tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dân số tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng, tỷ lệ kết hôn giảm là do độ tuổi kết hôn lần đầu tăng lên khi thế hệ trẻ có xu hướng muốn có sự nghiệp ổn định trước khi lập gia đình. Bên cạnh đó, các hạn chế COVID-19 và chi phí sinh hoạt cũng là một trong những yếu tố chính dẫn đến tâm lý e ngại kết hôn sớm. Theo chuyên gia, tỷ lệ lập gia đình đang có tác động trực tiếp làm sụt giảm tỷ lệ sinh của Trung Quốc. Tính trong năm 2021, chỉ khoảng 10,6 triệu trẻ được sinh ra ở đất nước này, mức thấp nhất kể từ năm 1961. Chính phủ Trung Quốc hiện đã thay đổi chính sách một con vốn được áp dụng nhiều thập kỷ qua, cũng như triển khai loạt biện pháp khác để gia tăng tỷ lệ sinh trước tình trạng già hóa dân số và mất cân bằng giới tính. Thưa quý vị, dự kiến trong tháng này, Quốc hội Indonesia sẽ thông qua bộ luật hình sự mới với một số điểm thay đổi đáng chú ý như quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có thể bị phạt 1 năm tù giam. Mặt khác, việc sống thử trước hôn nhân cũng bị cấm, thông tin được Reuters đăng tải. Theo dự thảo bộ luật hình sự mới của Indonesia, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chỉ có thể do một số bên nhất định như họ hàng khởi kiện. Ngoài ra, bộ luật hình sự mới cũng có quy định cấm các hành vi xúc phạm Tổng thống và cơ quan nhà nước hay bày tỏ quan điểm đi ngược với tư tưởng của chính phủ. Những cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với mức tù 3 năm. Theo kế hoạch, sau khi được thông qua vào ngày 15 tháng 12 tới, bộ luật hình sự mới sẽ được áp dụng cho cả công dân Indonesia và người nước ngoài. Dự thảo nhận được sự ủng hộ của các nhóm Hồi giáo có tư tưởng bảo thủ. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng điều này có thể gây cản trở hoạt động du lịch và cơ hội đầu tư tại quốc gia này. Trong khi đó, chính phủ New Zealand vừa thông báo sẽ đưa ra dự luật mới nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ trực tuyến như Google và Meta phải trả tiền cho những công ty truyền thông ở New Zealand nếu nội dung tin tức địa phương xuất hiện trên nguồn cung cấp dữ liệu của những ông lớn này. Hôm 4 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Phát thanh Truyền hình, ông Willie Jackson cho biết,
Dự thảo mới được soạn thảo theo các luật tương tự ở Australia và Canada. Dự luật sẽ đóng vai trò kết nối để các nền tảng kỹ thuật số được thỏa thuận với phương tiện truyền thông trong nước. Ông Jackson nói, các kênh truyền thông tin tức của New Zealand, đặc biệt là các tờ báo nhỏ ở địa phương, đang phải chật vật để duy trì nguồn tài chính hoạt động khi các nhà quảng cáo dần chuyển sang hình thức quảng bá trực tuyến. Sắp tới, luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội và dự kiến Đảng Lao động cầm quyền sẽ thông qua với đa số phiếu ủng hộ. Ở Tây Phi, giữa bối cảnh diễn ra nhiều cuộc đảo chính và bất ổn chính trị suốt 2 năm qua, mới đây các nhà lãnh đạo của khu vực Tây Phi tuyên bố sẽ thành lập một lực lượng giữ gìn hòa bình cho khu vực. Theo đó, lực lượng này có quyền can thiệp vào các quốc gia thành viên nhằm khôi phục an ninh và trật tự hiến pháp. Theo Reuters, các quốc gia ở Tây và Trung Phi, vốn bị gắn mác là vành đai đảo chính, đã nỗ lực trong một thập kỷ qua để ổn định tình hình chính trị khu vực. Tuy nhiên, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS lại muốn nỗ lực hơn nữa để thành lập một chính phủ hợp hiến giữa các quốc gia thành viên. Sau hội nghị thượng đỉnh vừa mới diễn ra ở Nigeria, ECOWAS đưa ra thông cáo báo chí chung tuyên bố các nhà lãnh đạo Tây Phi đã quyết định điều chỉnh lại cấu trúc an ninh của khu vực và khôi phục trật tự hiến pháp ở các nước thành viên. Một lực lượng chung sẽ được thành lập và có quyền can thiệp trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tình hình an ninh cho khu vực. ECOWAS không tiết lộ cụ thể chi tiết về cách thức thành lập lực lượng chung, nhưng ECOWAS cho biết các bộ trưởng quốc phòng sẽ họp vào tháng tới để tìm ra phương thức hoạt động của lực lượng này. Thêm một tin tức đáng chú ý khác tại Tây Phi. Vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Ghana, ông Ken Ofori-Atta cho biết chính phủ sẽ khởi động một cuộc hoán đổi nợ trong nước. Bộ Tài chính tin rằng bước đi này sẽ giúp khôi phục sự ổn định kinh tế vĩ mô và chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đã kéo dài nhiều năm tại quốc gia Tây Phi này. Trong một bài phát biểu, ông Ofori-Atta tuyên bố Ghana đã hoàn thành việc phân tích tính bền vững của những khoản nợ. Theo chính sách hoán đổi nợ trong nước, trái phiếu nội địa sẽ được đổi lấy trái phiếu mới đáo hạn vào năm 2027, 2029, 2032 và 2037. Lãi suất hàng năm của trái phiếu mới sẽ 0% vào năm 2023. Đến năm 2024 là tăng lên mức 5%. Năm 2025 tăng lên mức 10% cho đến khi đáo hạn. Chính phủ Ghana cũng đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về một chương trình hỗ trợ giải quyết tình trạng nợ nần. Bà Satya Khan, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Standard Chartered, cho rằng Ghana đang trên đà đạt được thỏa thuận cấp nhân viên với IMF. Chúng tôi kỳ vọng đồng CDI của quốc gia Tây Phi này sẽ được hưởng lợi từ đó. Thưa quý vị, các trận cầu đỉnh cao tại World Cup 2022 đang diễn ra sôi nổi khi bước vào vòng loại trực tiếp. Song song với đó, những sự kiện bên lề đấu trường này cũng thú vị không kém. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8, đội tuyển Hà Lan đối đầu với tuyển Mỹ và giành chiến thắng 3-1. Ngay sau đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ăn mừng thắng lợi của đội nhà bằng một bài đăng trêu chọc Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội. Trên Twitter, Thủ tướng Rutte viết, "Xin lỗi Joe, bóng đá đã thắng." Đồng thời chia sẻ một bài đăng trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden để cổ vũ đội tuyển nước nhà trước khi bước vào vòng loại trực tiếp World Cup. Điểm khác biệt gây chú ý truyền thông trong các bài đăng là cách hai nhà lãnh đạo sử dụng từ ngữ khác nhau để chỉ về bóng đá. Trong khi Tổng thống Biden dùng soccer, Tổng thống Rutte lại dùng football. Các cuộc tranh luận về việc sử dụng từ nào để gọi bóng đá đã tồn tại từ lâu. Một số quốc gia như Mỹ, Canada hay Australia dùng soccer để chỉ bóng đá, còn football để chỉ bóng bầu dục. Trong khi đó, hầu hết các nước còn lại sử dụng football trong môn bóng đá. Vượt qua Mỹ, đội tuyển Hà Lan sẽ gặp Argentina ở vòng tứ kết World Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 10 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Trở lại diễn biến World Cup Qatar 2022 vào tối qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hai cặp trận vòng 1/8 tiếp theo là Pháp, Ba Lan và Anh, Senegal đã diễn ra mà không có bất ngờ nào. Với chiến thắng thuộc về Pháp và Anh, các cổ động viên Ba Lan hiểu rõ rằng việc đội nhà gặp những ứng viên hàng đầu như Pháp quả thực là thử thách lớn. Nhưng cảm giác tiếc nuối vẫn có khi Lewandowski ghi bàn thắng cuối cùng cho Ba Lan tại kỳ World Cup năm nay.
Tôi nghĩ đây là trận đấu hay. Chúng tôi có những pha bóng rõ ràng. Dù cơ hội rất ít, các cầu thủ Ba Lan đã làm hết những gì có thể. Chúng tôi hy vọng đội có lần đầu tiên vào tứ kết. Dù điều này rất khó, tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc khi hành trình của Ba Lan đã phải khép lại tại đây. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ vô địch World Cup. Senegal đang có rất nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi sẽ trở lại ở giải đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dành sự cổ vũ cho các đại diện khác của châu Phi. Maroc sẽ đấu với Tây Ban Nha. Các đội bóng châu Phi đã đi một hành trình dài để có mặt ở đây và chúng tôi sẽ ủng hộ họ. Trong khi đó, cuối tuần qua, hàng trăm vận động viên trượt băng đã tranh tài trong cuộc thi Havana Skate Marathon tại Cuba. Đây là một sự kiện được tài trợ bởi Tổ chức Trượt băng Thế giới, thông tin được Reuters đăng tải. Cuộc thi trượt băng marathon diễn ra tại đại lộ Malecón và Prado, những khu vực được coi là biểu tượng của thủ đô Havana. Các vận động viên nhỏ tuổi sẽ tranh tài ở cự ly 8 km, trong khi đó 42 km là cự ly dành cho vận động viên trưởng thành. Sự kiện Havana Skate Marathon có nhiều nội dung thi đấu khác nhau như trượt băng, nhảy và khúc bồn cầu trên đường phố. Các nhà vô địch trượt ván thế giới như Alex Curavante của Colombia, Rosa Bolanos của Ecuador, Chevy Gomez của Tây Ban Nha và Duccio Massili của Italia đã tham dự sự kiện này ở các nội dung khác nhau. Vận động viên Duccio Massili đã nói với Reuters rằng ông đánh giá rất cao việc Tổ chức Trượt băng Thế giới đã mang sự kiện này đến Cuba. Giờ đây, Havana Skate Marathon đã trở thành giải đấu hàng năm của World Skate. Havana Skate Marathon tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 và sau đó bị hoãn lại vì dịch COVID-19. Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin đặc sắc không kém. Cứ đến thời gian này vào hàng năm, hàng trăm triệu con bướm Monarch, hay còn gọi là bướm vua từ Canada và Mỹ, lại vượt chặng đường dài 4.000 km đến khu bảo tồn Sierra Chicua, Mexico. Chuyến di cư của côn trùng có quy mô lớn nhất trên thế giới đã biến khu rừng miền Trung Mexico thành bức tranh đẹp như cổ tích, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Khu bảo tồn Sierra Chicua là nơi cư trú của những con bướm di trú từ Bắc Mỹ đến Mexico, nơi có thời tiết ấm áp hơn vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Hàng trăm triệu con bướm bao phủ một diện tích lớn, từ cây đến dưới mặt đất, tạo nên một thảm màu cam và đen, khiến ai chứng kiến đều phải trầm trồ trước cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu này. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi. Tôi chưa từng thấy một khung cảnh nào như vậy trước đây và không thể tưởng tượng được rằng nó đẹp đến thế. Dù từng xem qua trên tin tức hay phim tài liệu, nhưng chuyến đi đến đây và được tận mắt chứng kiến là một trải nghiệm vô cùng độc đáo và khác biệt đối với tôi. Tuy nhiên, cũng giống như những loài khác, bướm vua cũng đang đối mặt với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu và hoạt động con người như thuốc trừ sâu và phá rừng. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, quần thể bướm di cư đã giảm từ 22 đến 72% trong thập kỷ qua. Thậm chí hồi tháng 7, loài bướm vua này đã bị liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi đó, trang AT dẫn thông báo của chính quyền Dagestan, miền Nam nước Nga, vừa cho biết xác của khoảng 1.700 con hải cẩu Caspi đã được tìm thấy trên bờ biển Caspi. Nguyên nhân vụ việc đến nay vẫn chưa được làm rõ. Theo ông Zhao Kabisov, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thiên nhiên địa phương, những hải cẩu được tìm thấy trên bờ biển Caspi đã chết cách đây ít nhất 2 tuần và bị bão đánh sạt vào bờ. Không có dấu hiệu chúng bị giết hay nhiễm độc, cũng không có mảnh lưới đánh cá nào được tìm thấy, vị quan chức cho biết. Đồng thời lưu ý số hải cẩu chết trên thực tế có thể còn hơn nhiều so với 1.700 cá thể được tìm thấy. Chính quyền địa phương cũng đã thu thập và gửi lượng lớn mẫu đến các phòng thí nghiệm ở Moscow và thành phố Astrakhan để tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng hải cẩu chết hàng loạt. Hiện nay, hải cẩu Caspi được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, với số lượng còn không quá 70.000 cá thể. Cuối cùng, hãy cùng đến Syria để tham quan những bánh xe nước thời Trung Cổ ở thành phố Hama.
Vừa qua, chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu công tác trùng tu định kỳ các công trình nằm rải rác trên sông Orontes dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ này. Hama được đánh giá là một trong những thành phố đẹp nhất của Syria, với điểm nổi bật thu hút du khách tham quan là những bánh xe nước bằng gỗ có từ thế kỷ 14. Mặc dù những công trình có đường kính từ 10 đến 22 mét này không còn được dùng để cung cấp nước và tưới tiêu như mục đích ban đầu. Và hiện 7 trong số 22 cái đã bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng chúng vẫn được chính quyền địa phương bảo tồn kỹ lưỡng với hai đợt trùng tu định kỳ, gồm bảo dưỡng một phần hàng năm và bảo dưỡng tổng thể 3 năm một lần. Công tác trùng tu hiện giờ ngày càng gặp khó khăn, một trong số chúng không còn được bảo dưỡng do thiếu nguồn lực. Sông Orontes là một con sông bắt nguồn từ Liban, chảy về phía Bắc qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đổ về biển Địa Trung Hải. Suốt hàng nghìn năm trong quá khứ, con sông này là nguồn cung cấp nước chính, giúp cho các đồng bằng ở Syria luôn tươi tốt. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.